Ngày 29 tháng 11, Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết đã kịp thời cứu hộ tàu vận tải bị nạn ở vùng biển huyện Thăng Bình. Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, vào khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 11, tàu vận tải Nam Phát 01 chở theo 11 người cùng 1.500 tấn thép, khoảng 7.500 lít dầu DO và 20 tấn nước ngọt đang di chuyển từ Vũng Tàu đi Hà Tĩnh thì bị sự cố nước vào buồng máy. Thuyền trưởng đã dùng máy lái sự cố để đưa tàu vào bãi cạn tại khu vực vùng biển xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và cầu cứu lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, tàu Việt Á 01 đã nhanh chóng tiếp cận được tàu Nam Phát 01 để hỗ trợ đưa tàu vào bãi cạn và ứng cứu 11 người trên tàu. Đến 20 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 11 người của tàu gặp nạn vào cảng Kỳ Hà an toàn. Hiện sức khỏe tinh thần của các ngư dân đều ổn định.